tôi đi rút là tiền vệ có 102. Huyền thoại Johan Rip từng nói, bóng đá rất đơn giản, nhưng chơi bóng đơn giản là rất khó. Nhưng tiền vệ tài hoa của Real Madrid lại làm được điều đó. Vì vậy, nhắc đến anh là người ta nhắc đến người có khả năng truyền bóng bậc thầy. Một yếu tố tưởng như rất cơ bản trong bóng đá, nhưng cách mà cầu thủ người Đức thực hiện nó lại trở thành một thương hiệu riêng. Theo thống kê của Waka, trong 10 mùa giải gần nhất, tỷ lệ truyền thành công của Toni Kroos chưa bao giờ dưới 90%. Tờ An Confidential gọi Kroos giống như một tấm la bàn, một người chỉ hướng đi cho đội bóng. Không có nhiều tiền vệ hàng đầu của thế giới bóng đá hiện đại có thể mang tới sự an tâm trong những đường truyền như số 8 của Real Madrid. Con số này càng ấn tượng hơn khi một thống kê từ The Athletic cho thấy Kroos không chỉ chọn giải pháp truyền bóng an toàn cho đồng đội bên cạnh, mà thay vào đó chấp nhận rủi ro bằng những đường truyền dài, chuyển đổi lối chơi và phát động tấn công sắc bén. Suốt một thập niên qua, Real Madrid chứng kiến không ít người đến cũng như tạm biệt kẻ đi. James Rodriguez hay Isco đều là những tiền vệ xuất sắc, nhưng đều bật bại khỏi sân Santiago Bernabeu. Chỉ duy nhất vị trí của Kroos trở nên bất khả xâm phạm, tất cả bởi tiền vệ người Đức sở hữu thứ vũ khí khác biệt với phần còn lại,